Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Chúc các bác một ngày tràn ngập niềm vui và nhiều sức khỏe. Nay em giới thiệu với các bác một chiếc xe đạp đua hiệu Merida, bánh cặp bạc đạn đi vòng, cối lỗ rất là to, rất là trớn, giá là cực kỳ hợp lý. Chiếc xe được trang bị là khung nhôm màu đỏ đen, bánh nhôm cam inox mèo nhôm, bánh nhôm cam inox, bánh 700C, là tay lắc là Shimano 2300, vi đông nhôm, phốt tăng nhôm, càng nhôm, đủ đĩa Shimano, gạt đĩa Shimano 2300. Xe là có size là 48, size đứng 48 cm, thương hiệu Merida, sơn người còn khá là đẹp, củ đề Shimano 2300, lít 8 tầng. Bánh bạc đạn đi vòng các bác nhé, bạc đạn quay cực trớn luôn, ruồi đậu cũng quay rồi. Xe được bán bên em với mức giá là 8,2 triệu bao ship cho các bác. Giờ em vào test chuyển động cho các bác xem nhé. Xe được trang bị 2 đĩa 8 lít. Đấy, lên đĩa, xuống đĩa, lên lít, xuống lít. Rất là bon luôn, cặp vành bạc đạn 700, cực kỳ bon trớn, giá 8,2 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em trên số điện thoại màn hình nhé. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.